Còn vào sáng ngày hôm nay, Bệnh viện quận Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận cấp cứu hơn 100 công nhân với nhiều dấu hiệu ngộ độc của công ty trách nhiệm hữu hạn Liên Phát đóng tại thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Các công nhân đều nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn ói, tiêu chảy, mất nước. Theo các công nhân thì chiều ngày hôm qua 17 tháng 10, sau khi ăn cơm với canh mướp đắng, thịt kho đậu hũ đu đủ thì tiếp tục làm tăng ca đến 20 giờ 30 phút. Tới đêm cùng ngày thì một số người đã có triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy. Sáng nay 18 tháng 10 khi công nhân tới công ty làm việc thì nhiều người đã phải đi cấp cứu. Đến trưa nay một số công nhân bị ảnh hưởng nhẹ đã xuất viện, những người còn lại đều được tiến hành cấp cứu, bổ sung nước, truyền dịch, tiêm thuốc. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do ngộ độc thức ăn. Phía công ty Liên Phát cho biết suất cơm của công nhân được đặt từ một đơn vị bên ngoài.